Xin chào các bạn, trong phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác để sắp xếp và biến đổi các đối tượng với một số công cụ cơ bản sau. Thứ nhất đó là công cụ Rotate Reflex. Thứ hai đó là công cụ Scale Share Tool. Bên cạnh đó chúng ta sẽ tìm hiểu về lệnh Arrange, sắp xếp thứ tự trên dưới của các đối tượng và bảng Arrange dùng để căn dòng các nhóm đối tượng. Ngoài ra chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lệnh Transform X và Transform Again. Trước hết, đối với thao tác Arrange để sắp xếp thứ tự trên dưới thì như chúng ta biết rằng mặc định trong Illustrator đó là khi chúng ta vẽ các đối tượng thì đối tượng nào vẽ trước, đối tượng đấy sẽ ở dưới, đối tượng nào vẽ sau, đối tượng đấy sẽ ở trên. Đúng không ạ? Đó. Tuy nhiên là trong quá trình chúng ta làm việc có rất nhiều trường hợp chúng ta sẽ phải thay đổi thứ tự trên dưới của các đối tượng sao cho chúng phù hợp để tạo các lớp trên dưới trước sau. Như vậy thì chúng ta sẽ cần phải có các cái thao tác để sắp xếp. Giả dụ như ở đây tôi đã vẽ ra một số các đối tượng để chúng ta có thể thay đổi vị trí thứ tự trên dưới của các đối tượng đấy. Đầu tiên, với những đối tượng ở bên dưới như này, nếu chúng ta muốn chuyển lên vị trí đầu tiên trước hết trong tất cả các đối tượng, chúng ta có thể chọn đối tượng sau đó vào Object và Arrange và Bring Form. Phím tắt của chúng nó là Ctrl Shift ngón vuông bên phải đẩy lên trên cùng tất cả, hoặc là muốn đẩy xuống dưới cùng thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh đó là Ctrl Shift ngón vuông bên trái đẩy xuống dưới cùng tất cả. Còn nếu như chúng ta muốn lên trên một bậc thì chúng ta đẩy dùng phím đó là Ctrl ngón vuông bên phải và một lần click là một lần lên trên đối tượng, còn một lần click là một lần xuống là Ctrl ngón vuông bên trái, thì mỗi lần click sẽ là xuống dưới đối tượng một bậc. Đối với hình màu vàng này, bây giờ tôi sẽ muốn đẩy xuống dưới một bậc chẳng hạn, thì tôi sẽ bấm phím Ctrl ngón vuông bên trái đẩy xuống một bậc, còn lên trên một bậc thì tôi sẽ sử dụng đó là Ctrl ngón vuông bên phải. Các bạn có thể tìm thấy các lệnh Arrange đó ở trong Object, mục Arrange ở đây. Tuy nhiên là tốt nhất là chúng ta nên thuộc các phím tắt của nó. Các bạn nhớ rằng gì? Đẩy lên trên cùng tất cả thì là Ctrl Shift ngón vuông bên phải, đẩy xuống dưới cùng tất cả đó là Ctrl Shift ngón vuông bên trái đó. Còn nếu như lên trên một bậc đó là Ctrl ngón vuông phải đó. Lên một bậc, còn đẩy xuống dưới một bậc đó là Ctrl ngón vuông bên trái, chúng ta hãy nhớ như thế. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bảng Erlang, bảng căn dòng các đối tượng. Với phần Erlang này thì chúng ta lưu ý, trước hết chúng ta hãy nhớ cái phần tích chọn Align to Selection, căn gióng giữa các đối tượng được lựa chọn, hoặc là Align to Advance, đó là căn gióng đối với Advance, nghĩa là căn gióng với bảng vẽ. Giả dụ tôi có một nhóm các đối tượng như này, tôi sẽ tạo ra một nhóm một số các đối tượng không đều nhau và tôi sẽ đổi màu cho nó. Chúng ta sẽ có các nút lệnh sau. Trước khi thao tác, chúng ta sẽ click chọn tất cả các đối tượng mà chúng ta muốn căn gióng. Nút số 1 đó là gì? Căn đều bên trái. Nút số 2 đó là căn đều ở giữa. Căn đều bên trái nhé. Đó, các bạn sẽ thấy căn đều bên trái. Nút số 2 đó là căn đều ở giữa theo trục dọc. Tất cả các đối tượng sẽ được thẳng hàng theo một hàng dọc. Đó. Hoặc là căn đều bên phải theo trục dọc. Tất cả các đối tượng của chúng ta sẽ được căn đều bên phải. Tiếp theo đó là căn đều theo mép trên hoặc là căn đều theo mép dưới, nút số 6. Còn căn đều khoảng cách ở giữa đây ạ, các bạn sẽ thấy nút số lệnh số 5 này là căn đều ở giữa theo hàng ngang. Bên cạnh đó, ở dưới hàng số 2 trong bảng Erlang này chúng ta sẽ có các nút lệnh sau. Đó là căn đều khoảng cách ở giữa các đối tượng tính từ mép trên của mỗi đối tượng. Tiếp theo đó là căn đều ở giữa các đối tượng tính từ khoảng cách từ tâm theo trục ngang. Nút này đó là căn đều các đối tượng tính từ mép dưới của các đối tượng. Giả dụ bây giờ tôi sẽ thao tác nhé. Tôi sẽ chọn lệnh này căn đều theo mép trên, nghĩa là dựa trên các cái mép trên của các đối tượng này. Tôi sẽ kéo thước để cho các bạn xem thì khoảng cách giữa chúng sẽ được chia đều. Các bạn nhìn thấy chưa? Tính từ mép trên nhé.
Nghĩa là map trên giữa của các đối tượng sẽ được căn đều, chia đều khoảng cách như này. Bạn sẽ thấy những cái thanh thước này của tôi cho chúng ta thấy rằng map trên của các đối tượng nó đang được phân chia khoảng cách đều nhau. Tương tự như vậy, đó là căn đều nhưng theo map dưới của đối tượng, tương tự như thế. Hoặc là căn đều nhưng khoảng cách tính từ tâm. Vậy thì tất cả các đối tượng sẽ được căn dòng theo chiều ngang nhưng tính từ tâm, chia đều khoảng cách. Nó không phân biệt kích thước của chúng, nó sẽ mặc định là tính từ tâm của đối tượng. Tiếp theo nữa đó là gì? Căn đều khoảng cách theo mép trái của đối tượng và hiện dựa trên trục dọc. Căn đều đối tượng dựa trên mép phải và cũng theo trục dọc. Tương tự như với các nút lệnh số 7, số 8 và số 9. Và cái này đó chính là nút số 11 này, đó là căn đều khoảng cách tính từ tâm nhưng theo trục dọc của đối tượng. Là đây. Chúng sẽ tính đều khoảng cách từ đây cho đến đây và đến đây sẽ đều nhau. Tiếp theo đó là gì? Align to Earth. Thì khi chúng ta click chọn lệnh Align to Earth này, các bạn lựa chọn tương tự các nút lệnh phía bên trên này, các bạn sẽ thấy tất cả các đối tượng dùng căn đều bên trái hoặc căn đều bên phải, căn đều trên, căn đều trên này, hoặc là căn đều dưới này, hay là căn đều ở giữa, căn đều ở giữa chẳng hạn, đồng thời. Nhưng mà với advanced, các bạn nhớ phân biệt hai cái điều đấy. Nếu như trường hợp chúng ta căn dòng đối tượng của chúng ta thấy có sự khác khác thì các bạn nhớ kiểm tra lại cái nút lệnh ở trong này, align to này, để chúng ta kiểm tra. Tuy nhiên là thông thường chúng ta hay căn dòng với đối tượng được lựa chọn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công cụ rotate và công cụ reflect tool. Công cụ rotate là một công cụ dùng để xoay đối tượng xung quanh một điểm cố định bất kỳ. Điểm cố định ở đây có thể chính là tâm của hình gốc hoặc là có thể một điểm cố định mà chúng ta đặt cho nó. Giả dụ để tạo ra hình như thế này, tôi sẽ sử dụng công cụ Ellipse Tool tạo ra một hình ellipse như này chẳng hạn. Sau đó tôi sử dụng lệnh rotate. Ở đây click group vào công cụ rotate, chúng ta sẽ thấy xuất hiện lên bảng rotate và chúng ta có thể gõ thông số xoay ở đây. Giả dụ tôi bây giờ tôi muốn xoay là 30 độ chẳng hạn. Có thể đánh thông số âm và thông số dương. Thông số dương để quay sang trái và thông số âm để quay sang phải. Và preview lên chúng ta sẽ thấy. Nếu như chúng ta click OK thì chỉnh đối tượng gốc sẽ xoay. Còn nếu như chúng ta click vào copy, nó sẽ tạo ra bản sao với một cái góc xoay như thế này. Sau đối tượng gốc, bây giờ tôi cần thì tôi sẽ click copy chẳng hạn. Đó. Sau đấy là tôi thao tác muốn sao chép thêm, tôi sẽ click copy thêm lần nữa. Như vậy là tôi đã được 6 cánh. Bây giờ tôi tắt màu đi. Đấy là rotate. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thực hiện lệnh rotate theo một cái vị trí, một cái góc xoay hay một điểm xoay cố định mà do chúng ta lựa chọn. Giả dụ như bây giờ tôi sẽ vẽ ra một hình như này để tôi tạo ra một bông hoa. Ví dụ như này. Như này chẳng hạn. Và tâm xoay của tôi sẽ là chính là cái nhụy hoa này, tâm của nhụy hoa này. Trước hết tôi sẽ chọn cái phần cánh hoa chính là đối tượng mà tôi muốn xoay. Sau đó tôi click vào công cụ rotate. Các bạn sẽ thấy xuất hiện một cái tâm xoay màu xanh. Đây ạ. Thì tôi chỉ việc là click chuột xuống phía dưới tâm một vị trí mà tôi muốn rằng cái chỗ đấy sẽ là tâm xoay của tôi, mới của tôi. Sau đấy là tôi di chuyển đối tượng. Trong quá trình di chuyển đối tượng thì các bạn sẽ thấy ở cạnh con trỏ chuột chúng ta xuất hiện cái thông số của độ, đúng không ạ? Thông số của độ nghĩa là góc xoay. Ở đây thì tôi muốn để tạo góc 90 và góc 45 độ, nghĩa là góc chẵn, thì tôi sẽ giữ shift. Đó, các bạn sẽ thấy nó mặc định đó là góc 45 độ hoặc góc 90 độ. Đó. Và đồng thời để tạo lệnh copy thì tôi sẽ giữ thêm phím An. Đó. Các bạn sẽ thấy con trỏ chuột chúng ta xuất hiện mũi tên kép. Như vậy nó đang thực hiện lệnh sao chép, đồng thời chúng ta đang tạo lệnh xoay. Và khi như này thì tôi sẽ thả chuột ra trước, sau đó tôi thả tay ra sau. Như vậy chúng ta sẽ được một cái lệnh vừa xoay vừa sao chép. Chọn tiếp theo chúng ta sẽ có thể thực hiện
tiếp tục giữ an giữ ship, giữ an giữ ship này, an ship này, vừa xoay vừa giữ an ship này. Như vậy là chúng ta đã tạo được một hình bông hoa bằng các lệnh vừa xoay vừa copy. Tuy nhiên là để thực hiện cái lệnh xoay như thế mà chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Chẳng hạn đối tượng càng nhiều cánh hoặc là càng nhiều lần sao chép thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Vậy thì tôi sẽ thực hiện cái lệnh đồng thời vừa copy vừa xoay, và tôi sẽ thực hiện thêm một lệnh nữa, đó là lệnh transform again, nghĩa là sao chép đối tượng đồng thời một lúc. Tận dụng bây giờ cũng với cái hình vừa nãy tôi đã tạo ra như này, tôi sẽ thực hiện lệnh rotate 30 độ copy. Đó. Sau đấy tôi chỉ việc click, vẫn giữ click chọn đối tượng, sau đó tôi click vào lệnh object transform và transform again. Đúng không ạ? Phím tắt của nó là Ctrl D. Ctrl D. Như vậy là cái lệnh transform again này nó sẽ nhớ cái lệnh mà chúng ta sao chép và xoay ngay trước đó để nó thực hiện liên tục với đối tượng của chúng ta. Hoặc là cũng là với bông hoa vừa xong, với bông hoa như vừa xong chẳng hạn, chúng ta sẽ không phải thực hiện cái lệnh rotate quá nhiều lần. Chúng ta sẽ đặt tâm trai vào đây, di chuyển đối tượng giữ an giữ shift, sau đó là Ctrl D. Đó, nhanh hơn rất nhiều đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về công cụ Reflect Tool, đó là công cụ lật. Công cụ lật của chúng ta giả dụ như đây, các bạn sẽ thấy có hình con bướm như thế này. Nếu như đối tượng chúng ta cần phải sao chép hai nửa cho giống nhau hoặc bằng nhau, vị trí tương ứng nhau hay gọi là cân đối, mà chúng ta vẽ lại đối tượng, giả dụ bây giờ tôi có một nửa đối tượng bên này, tôi vẽ trước sau đó tôi vẽ lại một nửa còn lại, như thế rất là có thể nó sẽ bị lệch, thứ hai là rất mất thời gian. Vậy thì tôi sẽ thực hiện cái lệnh Reflect Tool dùng để sao chép và lật đối tượng một cách nhanh chóng. Thật dụ tôi đã dùng hình cơ bản để tôi tạo ra cái con bướm này, tạo ra đối tượng này. Bây giờ tôi sẽ sao chép một nửa xuống dưới đây để tôi thực hiện lại thao tác Reflect Tool cho các bạn cùng rõ. Để thực hiện thao tác này, chúng ta sẽ click chọn đối tượng mà chúng ta muốn lật, muốn sao chép. Chúng ta có một số cách sau. Cách thứ nhất, đó là chúng ta có thể thực hiện lệnh sao chép trước. Sao chép bằng cách đó là bấm phím Ctrl-C, Ctrl-F để sao chép đối tượng. Đây ạ, chúng ta sẽ thấy ngay đúng không? Rồi. Sau khi đã sao chép đối tượng, chúng ta sẽ click chuột vào công cụ Reflect Tool, kích đúp vào công cụ, hiện lên bảng hộp thoại. Sau đó các bạn sẽ lựa chọn vào vị trí đó là gì? Lật theo trục ngang hoặc lật theo trục dọc. Review lên thì chúng ta thấy đúng không ạ? Ở đây thì tôi cần lật theo trục dọc cho nên tôi sẽ click vào nút Vertical. Ở bên dưới này chúng ta còn có thông số để xoay, xoay nghiêng chẳng hạn. Đó, giả dụ bây giờ tôi xoay nghiêng 45 độ chẳng hạn, ví dụ như thế. Thế tuy nhiên là tôi không cần xoay cho nên là tôi sẽ để bình thường để mặc định. Sau đó tôi bấm OK. Như vậy hình của tôi đã được lật sang phải, và tôi chỉ việc di chuyển vị trí của đối tượng đến cái vị trí mà tôi mong muốn như này chẳng hạn. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, đó là tôi sẽ lựa chọn đối tượng mà tôi mong muốn thao tác lật. Sau đó tôi click đúp vào công cụ Reflect Tool. Ở đây tôi tương tự như vậy, tôi sẽ lựa chọn trục lật, đó là trục dọc. Và như vừa rồi các bạn sẽ thấy rằng chúng ta không thực hiện thao tác copy trước, như vậy thì tôi sẽ thực hiện lệnh copy đồng thời với lệnh lật. Và các bạn sẽ di chuyển vị trí đối tượng đến vị trí mà các bạn mong muốn như này. Tuy nhiên là cách thứ ba tôi thường hay làm hơn, đó là tôi lựa chọn đối tượng, sau đó tôi click vào công cụ Reflect Tool. Các bạn sẽ thấy một cái tâm lật ở đây, tâm lật màu xanh nhỏ nhỏ như này đấy. Và tôi di chuyển tâm lật trước. Tôi sẽ click chuột ra cái vị trí nào đó mà tôi mong muốn. Giả dụ bây giờ tôi sẽ click vào cái phần giữa của thân bướm đây. Sau đó tôi sẽ click chọn đối tượng, tôi giữ, tôi xoay sang bên phải để lật. Và trong quá trình lật thì tôi giữ shift để được góc 90 độ, nghĩa là thẳng hàng, ngang, cân đối. Và tôi giữ an để được copy. Các bạn sẽ thấy mũi tên kép ở con trỏ chuột.
Sau khi đã thực hiện đồng thời xoay giữ shift giữ an để sao chép và thẳng hàng đối tượng thì tôi sẽ dọn thả chuột ra. Sau đó tôi thả tay ra. Tôi sẽ thao tác lại một cách nhanh hơn. Click chọn đối tượng, sau đó thay đổi tâm lật, xoay giữ an giữ shift xong. Đấy, chúng ta sẽ sao chép vừa lật đối tượng một cách nhanh chóng đúng không ạ? Sau công cụ rotate và công cụ reflect tool đó là công cụ scale tool. Công cụ scale tool là công cụ dùng để phóng to thu nhỏ đối tượng theo tỷ lệ phần trăm. Ở đây thì tôi click vào đối tượng và sau đấy thì tôi sẽ click vào công cụ scale này. Các bạn sẽ thấy nó hiện lên hộp thoại. Ở đây chúng ta có một số các thông số sau. Thứ nhất đó là uniform. Uniform là thay đổi đồng thời cả hai chiều của đối tượng cùng một lúc theo tỷ lệ phần trăm. Còn non-uniform đó là thay đổi không đồng đều giữa hai chiều. Ở đây chúng ta sẽ có hai phần thông số đó là chiều ngang và chiều dọc. Dưới này chúng ta lưu ý một chút đó là scale corner và scale chuck and effect. Nếu chúng ta tích vào cái dấu những cái dấu này vào lúc này thì trong quá trình chúng ta scale đối tượng phóng to thu nhỏ đối tượng đấy ạ. Những yếu tố như là góc bo này hay là nét và hiệu ứng của đối tượng sẽ được phóng to và thu nhỏ đồng thời. Còn nếu như chúng ta không để dấu tích này thì các yếu tố đấy sẽ không được. Đây các bạn sẽ thấy ngay đúng không ạ? Nghĩa là các cái yếu tố góc bo, nét và hiệu ứng này nó sẽ không thay đổi đồng thời mà nó sẽ giữ nguyên so với đối tượng gốc. Tôi thử bỏ cái nút scale chop and effect, các bạn nhìn sang hình con bướm bên trái nhé. Các bạn sẽ thấy ngay đúng không ạ? Nếu như chúng ta tích vào đây thì nét cũng phóng to lên, còn nếu chúng ta không tích vào nét nó sẽ mặc nhiên là nhỏ bằng đối tượng gốc ban đầu. Preview để xem trước hiệu ứng. Và ở đây là tôi sẽ click vào scale uniform 200%, nghĩa là phóng to gấp 2 lần đối tượng. Và tôi bấm OK. Trường hợp tôi muốn thu nhỏ đối tượng thì tôi sẽ gõ thông số dưới 100%, giả dụ như 50% chẳng hạn. Preview liền để thấy. Và nếu như muốn tạo ra bản sao thì tôi sẽ bấm copy như này. Đó là công cụ scale. Tiếp theo công cụ shape tool là công cụ dùng để làm biến dạng xô nghiêng đối tượng theo trục ngang hoặc trục dọc. Khi click vào công cụ shape tool này, chúng ta sẽ đặt trỏ chuột vào phía mép trên, mép dưới hoặc là bên trái, bên phải của đối tượng như này. Để chúng ta xô nghiêng đối tượng làm biến dạng nghiêng đối tượng đi. Đối tượng sẽ thành biến dạng nghiêng chéo. Hoặc là chúng ta cũng có thể click vào biểu tượng công cụ ở bên hộp toolbox để chúng ta sẽ vào hộp công cụ như này. Các bạn có thể gõ góc xoay như là góc nghiêng, góc biến dạng đấy ạ. Thứ hai đó là nghiêng theo trục ngang hay là nghiêng theo trục dọc, hoặc là chúng ta có thể vừa nghiêng hoặc vừa xoay thì tùy các bạn lựa chọn. Ở đây là góc xoay biến dạng hay gọi là góc nghiêng biến dạng đấy ạ, góc xô nghiêng. Bên dưới này đó là góc xoay của hình, hai cái này khác nhau nhé. Đây giả dụ tôi đang để thông số biến dạng nghiêng đó là 30 độ và tôi lựa chọn nghiêng theo chiều ngang. Sau đó tôi bấm OK hoặc tôi cũng có thể bấm copy để tạo ra bản sao. Ví dụ như này. Tiếp theo với lệnh transform x. Lệnh transform x là một lệnh rất là thú vị khi nó giúp chúng ta có thể biến đổi nhiều đối tượng độc lập cùng một lúc. Nếu như đối với lệnh transform again đó là lặp lại liên tục các cái thao tác trước đó bằng cách sử dụng phím tắt đó là Ctrl D. Thì với lệnh transform x này chúng ta biến đổi nhiều đối tượng độc lập cùng một lúc. Ví dụ ban đầu của tôi nhóm đối tượng chúng tôi chỉ có như này thôi chẳng hạn. Bây giờ tôi muốn vừa đồng thời vừa phóng to vừa xoay hình với cái hình màu vàng này, một nhóm hình màu vàng này chẳng hạn. Tôi sẽ lựa chọn nhóm đối tượng, sau đó tôi vào object này, tôi vào transform. Các bạn sẽ thấy đây có lệnh transform x, phím tắt của nó là Alt Shift Ctrl cộng D. Bảng thông số transform x này sẽ xuất hiện một số thông số sau. Thứ nhất đó là scale. Scale là tỷ lệ phóng to thu nhỏ của đối tượng. Thứ hai là move, có thể di chuyển đối tượng. Thứ ba là rotate, là góc xoay. Bên dưới này đó là một số các cái tích chọn, đó là biến đổi đồng thời kích thước đối tượng hoặc là biến đổi đồng thời với chất liệu như là pattern, họa tiết pattern chẳng hạn. Biến đổi đồng thời nghĩa là trong quá trình chúng ta phóng to thu nhỏ thì các hiệu ứng chớp và effect cũng sẽ được phóng to thu nhỏ theo. Bên dưới này scale corner đó là phóng to thu nhỏ tương đồng với các cái góc bo, ví dụ như đối với cái hình chữ nhật hoặc là hình vuông có góc bo tròn chẳng hạn.
hoặc là reflex theo trục x, nghĩa là lật theo trục x hoặc lật theo trục y. Đó. Ví dụ như vậy, preview để hiển thị xem trước lệnh. Ví dụ như ở đây tôi sẽ thực hiện cái lệnh scale đó là 150. 150 chẳng hạn. Đó. Và góc xoay đó là 45 độ, sau đó tôi click copy. Đồng thời tôi sẽ đổi màu cho nhóm đối tượng này và đẩy xuống dưới cùng của tất cả bằng cách sử dụng phím tắt đó là Ctrl Shift vào phần bên trái. Nếu như chúng ta không thực hiện lệnh transform x này thì các bạn phải thay đổi, nghĩa là chúng ta sẽ phải xoay này, Ctrl C, copy đối tượng này, phóng to thu nhỏ này, nó xoay, sau đấy chúng ta xoay, chúng ta biến đổi, ví dụ như này chẳng hạn. Từng đối tượng một thì như thế rất mất thời gian đúng không ạ? Mà chưa kể trường hợp đó là có thể cái tỷ lệ sao chép chúng ta sẽ không đều nhau đúng không? Đó, như vậy thì tôi sẽ không thực hiện riêng lẻ từng đối tượng mà tôi sẽ thực hiện đồng thời. Tiếp theo, giả dụ như bây giờ tôi sẽ thu nhỏ đối tượng này bằng cách đó là thực hiện lệnh object transform transform x. Tôi sẽ thu nhỏ đối tượng lại là 50% chẳng hạn. Cũng xoay góc 45 độ. Ok, tôi bấm copy và tôi sẽ đổi màu đối tượng đi. Tương tự như vậy, với nhóm màu xanh này, tôi sẽ click shift Ctrl Alt B. Đó, sau đấy là tôi sẽ thực hiện lệnh copy đổi màu đồng thời. Đúng không? Các bạn sẽ thấy nó nhanh chóng hơn rất nhiều đúng không ạ? Ngoài ra tôi cũng có thể phối hợp đồng thời giữa lệnh transform x và transform again để tạo ra một hình như thế này chẳng hạn. Ví dụ tôi sẽ tạo ra một hình ngôi sao sử dụng công cụ tạo hình cơ bản xe tôi. Đó, tôi sẽ tăng số lượng cánh lên. Đó, ví dụ như này. Đúng không? Tôi sẽ tăng số lượng cánh lên. Này chẳng hạn. Hoặc là tôi sẽ click vào đây, tôi sẽ đánh thông số lên. Để tạo radius 1 tôi sẽ đặt thông số là 30. Radius 2 tôi sẽ đặt thông số là 25 chẳng hạn. Số lượng cánh đó là 20. Sau đó tôi bấm OK. Đó. Tôi sẽ tạo được một hình như thế này. Sau khi tạo ra đối tượng rồi thì tôi sẽ click vào lệnh Object Transform Transform X để thu nhỏ. Ví dụ như tôi sẽ thu nhỏ 90%. Đó. Tôi không di chuyển. Tôi sẽ xoay một góc đó là khoảng chừng 6 độ chẳng hạn. Tôi preview lên để các bạn xem trước. Đó, tôi bấm copy. Như này chẳng hạn, sau đó tôi click vào nút lệnh transform again, đó là phím tắt là Ctrl D. Các bạn sẽ thấy hình của chúng ta được sao chép. Đúng không? Được sao chép đồng thời liên tục nhiều lần dựa trên cái lệnh transform x mà chúng ta đã thay đổi từ trước. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn thao tác sắp xếp và biến đổi các đối tượng bằng một số các công cụ cơ bản và các lệnh trong Object cũng như là bảng căng dấu lên. Phần hướng dẫn của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.